Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi hôm nay lại được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Vậy trước khi bắt đầu vào tiết học mới ngày hôm nay thì cô có một trò chơi cho các em cùng tham gia để mình sẽ ôn lại những kiến thức cũ mà mình đã được học ngày hôm trước. Rồi thì các em xem cho cô luật chơi bên cạnh. Luật chơi như sau, chọn ngẫu nhiên các câu hỏi từ câu số 1 đến câu số 8. Trả lời đúng thì phần tương ứng với câu hỏi sẽ được lộ ra. Trường hợp trả lời sai thì các em sẽ mất quyền trả lời và sẽ nhường cho bạn khác. Bất kỳ khi nào các em có câu trả lời về chủ đề ngày hôm nay thì các em sẽ trả lời và khi đó trò chơi của mình sẽ kết thúc khi các em tìm được chủ đề ngày hôm nay. Rồi thì chủ đề sẽ nằm sau những cái mảnh ghép này ha. Các em mỗi lần trả lời đúng thì mình sẽ lật được một cái mảnh ghép. Rồi các em đã hiểu luật chơi chưa? Rồi vậy mình sẽ sẵn sàng để bước vào trò chơi. Cô có câu hỏi số 1 như sau. Cô cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ bên cạnh. Vậy lúc này người ta nói là cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD và bằng cạnh DA. Rồi thì các em sẽ chọn cho cô. Vậy cái câu nói này là đúng hay sai? Rồi cô cho mình 5 giây để mình suy nghĩ nha. Rồi vậy các em đã tìm ra được câu trả lời chưa? Vậy mình đã học là hình chữ nhật thì bốn cạnh của hình chữ nhật này có bằng nhau được không? Rồi hình chữ nhật thì bốn cạnh không có bằng nhau ha. Ở đây mình chỉ có cạnh AD bằng cạnh BC thôi. Tức là hai cạnh đối diện thì bằng nhau. Còn cạnh AB thì sẽ bằng với cạnh DC. Rồi vậy đây là đáp án sai nha. Yeah! Rồi. Sau khi mình đã trả lời đúng được câu hỏi đầu tiên thì bức ảnh đầu tiên sẽ được mở ra. Rồi các em đã nhìn ra được chủ đề gì chưa? Chắc là chưa đúng không? Rồi vậy mình sẽ tiếp tục qua câu hỏi số 2. Tiếp theo cô có câu hỏi số 2. Cô cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ bên cạnh. Có AC bằng 5 cm, AB 3 cm và AD dài 4 cm. Hãy đi tính BD. Rồi cô cho mình 5 giây để suy nghĩ tính BD được kết quả bao nhiêu. Đáp án A là 5 cm, đáp án B là 4 cm. Rồi các em mình chọn đáp án A hay đáp án B là đáp án đúng. Vậy ta thấy đề bài yêu cầu mình đi tính BD. Vậy BD chính là đường chéo của hình chữ nhật. Đúng không? Rồi mà ở đây người ta cho mình độ dài đường chéo gì rồi? Đường chéo AC. Vậy trong hình chữ nhật thì hai đường chéo AC và BD này sẽ bằng nhau. Thì AC bằng 5 cm thì BD cũng sẽ bằng 5 cm. Vậy đây chúng ta sẽ chọn đáp án A là đáp án chính xác. Yeah! Vậy sau khi mình đã trả lời đúng được câu hỏi số 2 thì cô sẽ lật tiếp mảnh ghép số 2. Rồi các em quan sát ha để mình dự đoán chủ đề ngày hôm nay. Nếu như mình chưa dự đoán được thì cô sẽ qua tiếp câu hỏi số 3. Cô có câu hỏi số 3 như sau. Cô cho hình thoi ABCD như hình vẽ bên cạnh. Biết độ dài AD bằng 6 cm. Hãy đi tính độ dài của DC. Đáp án A là 6 cm. Đáp án B là 3 cm. Rồi cô cho các em thời gian suy nghĩ là 5 giây. Các em tìm ra được câu trả lời của mình chưa?
Rồi thì mình nhớ lại kiến thức của bài hình thoi coi. Vì AD và DC đây là đều là cạnh của hình thoi. Thì trong hình thoi bốn cạnh đều sẽ bằng nhau. Đúng không? Rồi vậy AD bằng bao nhiêu thì DC cũng sẽ bằng với AD. Rồi vậy lúc này AD bằng 6 cm thì DC cũng sẽ bằng 6 cm. Rồi cô nhắc lại ha, hình thoi thì sẽ có bốn cạnh đều bằng nhau. Tức là cạnh AB sẽ bằng cạnh BC, bằng cạnh CD và bằng luôn cạnh DA. Rồi thì ở đây DC cũng sẽ bằng 6 cm thì mình sẽ chọn Yeah! đáp án A. Vậy tiếp theo cô sẽ lật mảnh ghép của câu hỏi số 3. Rồi các em quan sát bức ảnh vẫn còn chưa hoàn chỉnh đúng không? Rồi bạn nào mà tìm được chủ đề thì các em có thể bình luận ở dưới video ha. Còn bạn nào mà mình chưa tìm được thì tiếp theo cô sẽ qua tiếp câu hỏi số 4. Cô có câu hỏi số 4. Cho hình bình hành EFGH như hình vẽ bên cạnh. Cạnh EH song song với cạnh nào? Rồi cô cho đáp án A là FG, câu B là HG. Rồi cô cũng cho mình thời gian 5 giây để mình suy nghĩ. Các em tìm được đáp án chưa? Vậy mình nhớ lại kiến thức trong bài hình bình hành của mình. Thì các cạnh đối diện của hình bình hành thì sẽ song song với nhau. Thì ở đây các em xem giùm cô cạnh EH sẽ đối diện với cạnh nào? Có phải là EH sẽ đối diện với cạnh FG? Đúng chưa? Thì cạnh EH sẽ song song với cạnh FG. Rồi thì ở đây mình sẽ chọn đáp án đúng của mình chính là đáp án A. Yeah! Rồi chúc mừng bạn nào tìm được đáp án A nha. Rồi tiếp theo cô lập mảnh ghép số 4. Tiếp theo mình qua câu hỏi số 5. Cô cho hình thoi ABCD như hình vẽ bên cạnh. Người ta nói là hai đường chéo AC và BD sẽ bằng nhau. Vậy câu nói này đúng hay sai? Rồi vậy các em nhớ lại phần kiến thức trong bài hình thoi. Vậy mình chỉ có nhận xét là trong hình thoi thì đường chéo AC và BD sẽ vuông góc với nhau thôi. Còn độ dài AC và BD thì chưa chắc sẽ bằng nhau. Thì ở đây mình sẽ chọn đáp án là sai. Yeah! Sau khi trả lời đúng câu hỏi số 5, cô sẽ lật tiếp mảnh ghép số 5. Rồi các em có lẽ là mình đã nhìn ra được chủ đề ngày hôm nay chưa? Cô có câu hỏi số 6. Hình bình hành EFGH như hình vẽ bên cạnh. Thì cạnh EF sẽ bằng với cạnh nào? Câu A là EH, câu B là HG. Rồi cô cho các em 5 giây để suy nghĩ, tìm cho cô câu trả lời đúng. Rồi vậy mình sẽ đi phân tích ha. Các em nhớ lại cho cô phần kiến thức trong phần hình bình hành. Thì trong hình bình hành các cạnh đối diện sẽ song song với nhau và các cạnh đối diện cũng sẽ có độ dài bằng nhau. Thì ở đây các em xem coi EF đối diện với cạnh nào thì sẽ có độ dài bằng với cạnh đó. Thì ta thấy EF đối diện với cạnh HG. Đúng chưa? Thì EF sẽ bằng với HG. Rồi vậy ta sẽ chọn đáp án là B. Yeah! Rồi cô sẽ lật tiếp mảnh ghép số 6. Rồi còn hai câu 7, 8 nữa, mình sẽ lần lượt để tìm ra chủ đề ngày hôm nay luôn. Tiếp theo cô có câu hỏi số 7. Cô
Cô cho hình thoi ABCD như hình vẽ. Có AC bằng 4 cm. Tính độ dài AO. Câu A là 2 cm, câu B là 4 cm. Rồi cô cho các em 5 giây để suy nghĩ tìm ra đáp án đúng. Rồi các em chọn AO bằng bao nhiêu? Vậy trong bài hình thoi mình có nhận xét gì? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Tức là gì? AO sẽ bằng với OC. Được không? Tức là AO sẽ bằng một nửa của AC. Vậy đây mình có AC bằng 4 cm. Thì AO bằng một nửa, tức là mình sẽ đem AC mình sẽ chia 2. Rồi vậy là mình sẽ lấy 4 mình chia 2. Vậy AO của mình sẽ bằng 2 cm. Rồi vậy đây mình sẽ chọn là đáp án A. Yeah! Rồi chúc mừng bạn nào tìm được đáp án A nha. Sau khi trả lời đúng câu hỏi số 7, cô sẽ lật mảnh ghép thứ 7. Rồi còn câu hỏi cuối cùng chúng ta sẽ trả lời luôn. Rồi câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 8. Các em quan sát lên màn hình. Cô cho tam giác ABC là tam giác đều. Khi đó người ta nói là góc A lớn hơn góc B và lớn hơn góc C. Vậy câu nói này là đúng hay sai? Rồi thì câu này rất là đơn giản đúng chưa? Rồi mình đã học rồi, tam giác đều thì phải có 3 cạnh bằng nhau. Tức là cạnh AB bằng cạnh BC và bằng cạnh CA. Rồi ngoài ra thì 3 góc cũng sẽ bằng nhau. 3 góc tại đỉnh A nè, góc tại đỉnh A phải bằng với góc tại đỉnh B và bằng với góc tại đỉnh C. Rồi thì ở đây người ta nói góc A lớn hơn góc B lớn hơn góc C. Thì đây là đáp án sai ha. Góc A phải bằng với góc B và phải bằng với góc C thì mới đúng. Yeah! Vậy là mình đã trả lời được xong 8 câu hỏi. Thì mình sẽ lật chủ đề bức tranh ngày hôm nay. Rồi các em quan sát lên ha. Rồi đây là một ngôi nhà. Mà cái mái nhà này có dạng hình thang cân. Nên chủ đề của mình hôm nay đó chính là hình thang cân. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài 2, phần 4 nhỏ. Đó chính là hình thang cân. Vậy hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp bài số 2, đó chính là hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Và hôm nay mình sẽ học phần 4 nhỏ, đó chính là hình thang cân. Rồi bây giờ các em hãy chuẩn bị cho cô vở để mình ghi bài, sách giáo khoa và đồ dùng học tập để mình sẽ bước vào tiết học. Rồi các em sẽ ghi tựa bài vào trong tập giúp cô luôn. Rồi mình sẽ bước vào phần 4 nhỏ, hoạt động khám phá thứ nhất. Cô cho hình thang cân ABCD như hình vẽ bên cạnh. Câu A, các em hãy tìm hiểu cho cô các yếu tố của hình thang cân ABCD này. Rồi, vậy các yếu tố đó là gì? Đầu tiên là có đỉnh. Thì các em quan sát lên trên màn hình. Vậy hình thang cân này có bao nhiêu đỉnh? Đó là những đỉnh nào? Rồi, thì ta thấy hình thang cân ABCD này bao gồm có 4 đỉnh. Đó là đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C và đỉnh D. Rồi, tiếp theo. Đáy lớn. Rồi thì ở đây AD người ta gọi đó là đáy lớn. Còn đáy nhỏ. Đáy nhỏ là sẽ là cạnh gì? Rồi đáy nhỏ ở đây sẽ là BC. Được không? Mình thấy BC này nó ngắn hơn AD thì BC này là đáy nhỏ, còn AD này sẽ là đáy lớn. Rồi. Tiếp theo, đường chéo. Vậy hình thang cân ABCD này có mấy đường chéo? Đó là những đường chéo nào?
Rồi, thì ở đây cô nối B và D lại thì cô được đường chéo thứ nhất đó là BD. Rồi, ngoài ra mình có đường chéo gì nữa? AC. Rồi, vậy hình thang cân mình cũng sẽ có hai đường chéo đó là đường chéo AC và đường chéo BD. Rồi, ngoài ra hình thang cân còn có yếu tố là cạnh bên. Rồi, hai cái cạnh cô tô màu xanh lá cây đây. Thì hai cái cạnh này gọi là hai cạnh bên. Vì cạnh bên của mình là cạnh AB và cạnh gì? Cạnh CD. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu là góc kề đáy lớn là gì. Rồi, thì hồi nãy cô đã nói đáy lớn của mình chính là AD, đúng không? Thì bây giờ góc tại đỉnh A và góc tại đỉnh D thì người ta gọi nó là góc kề đáy lớn. Vậy bây giờ góc kề đáy nhỏ là gì? Rồi, thì ở đây mình sẽ có đáy nhỏ là BC đúng không? Thì góc kề đáy nhỏ chính là góc tại đỉnh B và góc tại đỉnh C. Rồi, đó là các yếu tố các em cần nắm được trong hình thang cân. Rồi, tiếp theo mình qua phần hoạt động khám phá nhưng mà ở ý B và ý C. Rồi, các em đọc cho cô ý B ha. Dùng thước đo và so sánh độ dài các cạnh bên và đường chéo của hình thang cân ABCD. Còn ý C hãy kiểm tra xem hai cạnh đáy có song song với nhau hay không. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm lần lượt từng ý. Đầu tiên ý B trước. Các em hãy lấy thước và đo vào sách giáo khoa cho cô hai cạnh bên của hình thang cân này. Vậy hai cạnh bên của mình chính là cạnh gì đây? Đó là cạnh AD và cạnh BC. Được chưa? AD và BC này là cạnh bên. Rồi các em đo và rút ra nhận xét giùm cô độ dài của nó như thế nào với nhau. Rồi thì ở đây các em quan sát lên trên màn hình ha, cô sẽ đo thử. Rồi cô thấy cạnh BC trên hình vẽ của cô đây. Điểm C cô đặt ngay số 0 nè. Rồi sau đó cô nhìn thấy điểm B nó ngay cái vạch số 3. Vậy BC của cô chính là độ dài của nó là 3 cm. Rồi tương tự cô đo qua AD. Cô thấy AD của cô cũng là 3 cm. Vậy lúc này cô rút ra được nhận xét thứ nhất là gì? Hai cạnh bên của hình thang cân thì sẽ bằng nhau. Tức là cạnh AD sẽ bằng với cạnh BC. Rồi tương tự các em bây giờ hãy đo và nhận xét cho cô hai đường chéo của hình thang cân. Rồi thì hồi nãy mình đã biết đường chéo là gì rồi đúng không? Đường chéo của mình chính là đường chéo AC và đường chéo BD. Rồi bây giờ các em cũng sẽ tương tự đo và so sánh cho cô độ dài của chúng. Rồi các em quan sát lên màn hình. Rồi cô đo AC. Cô thấy AC của cô có độ dài là 5 cm. Rồi sau đó cô đo đường chéo BD. Cô thấy BD cũng có độ dài là 5 cm. Vậy lúc này cô có được nhận xét thứ hai là gì? Hai đường chéo của hình thang cân thì sẽ bằng nhau. Tức là mình sẽ có cụ thể là đường chéo AC sẽ bằng với đường chéo BD. Rồi đó là nhận xét số 2. Rồi mình qua tiếp ý C nè. Kiểm tra xem hai cạnh đáy có song song với nhau không. Rồi vậy đầu tiên mình phải xác định coi cạnh đáy của hình thang cân là cạnh nào. Rồi vậy ở đây mình sẽ có cạnh đáy chính là cạnh AB và cạnh DC, đúng không? DC là đáy lớn còn AB là đáy nhỏ. Rồi vậy cô sẽ coi coi. Rồi các em quan sát lên. Vậy mình thấy đáy AB và đáy CD sẽ như thế nào? Có phải là song song với nhau không? Rồi, vậy từ đây cô rút ra nhận xét thứ ba là hai cạnh đáy sẽ song song với nhau. Và cụ thể là mình có AB sẽ song song với CD. Rồi, qua phần kiến thức trọng tâm trong bài học hôm nay. Thì qua cái hoạt động khám phá đầu tiên đó thì mình sẽ rút ra được một số nhận xét ở trong hình thang cân.
Rồi các em quan sát lên hình thang cân ABCD. Rồi thì từ đây cô rút ra các nhận xét như sau. Ý thứ nhất, hai cạnh đáy sẽ song song với nhau. Rồi cụ thể là AB sẽ song song với CD. Ý thứ hai là hai cạnh bên sẽ bằng nhau. Rồi hồi nãy là mình đã đo rồi ha. Tức là cạnh AD sẽ bằng với cạnh bên là BC. Rồi ngoài ra mình có hai góc kề một đáy cũng sẽ bằng nhau. Rồi nhưng mà ở đây mình có hai đáy ha. Thì ở đây mình sẽ có góc ở đỉnh D sẽ bằng với góc ở đỉnh C. Đó là hai góc kề đáy lớn. Và hai góc kề đáy nhỏ cũng sẽ bằng nhau, đó là góc tại đỉnh A cũng sẽ bằng góc tại đỉnh B. Rồi và ý cuối cùng là mình sẽ nói về đường chéo. Thì hai đường chéo cũng sẽ bằng nhau. Cụ thể là đường chéo AC sẽ bằng với đường chéo BD. Rồi phần này các em sẽ ghi vào trong vở ha. Và nhớ kỹ giùm cô. Tiếp theo mình qua phần thực hành số 7. Rồi các em quan sát lên màn hình để mình đọc đề. Cô cho hình thang cân EFGH như hình vẽ bên cạnh. Các em hãy cho biết ý A, góc tại đỉnh H sẽ bằng với góc nào? Câu B, EG và EH lần lượt bằng với những đoạn thẳng nào? Rồi bây giờ mình sẽ đi làm lần lượt từng câu trước. Đầu tiên câu A. Rồi các em quan sát lên hình vẽ. Góc tại đỉnh H sẽ bằng với góc nào? Thì ở đây ta thấy góc H và góc G là hai góc kề đáy lớn, đúng không? Thì góc H sẽ bằng với góc G. Rồi, vậy câu A mình sẽ ghi là góc tại đỉnh H sẽ bằng với góc tại đỉnh G. Rồi, sang câu B. Đầu tiên mình coi EG sẽ bằng với đoạn thẳng nào? EG chính là đường chéo của hình thang cân. Thì EG sẽ bằng với đường chéo còn lại. Vì đường chéo còn lại chính là FH. Được chưa? Rồi vậy câu B mình ý thứ nhất là EG của mình sẽ bằng với FH. Tại vì nó là hai đường chéo của hình thang cân nên sẽ bằng nhau. Ở đây cô giải thích là do là đó là hai đường chéo của hình thang cân. Rồi tiếp theo, EH sẽ bằng với đoạn thẳng nào? Rồi vậy mình xem coi EH này tên gọi là gì? Đó có phải là cạnh bên của hình thang cân không? Rồi thì hai cạnh bên của hình thang cân sẽ bằng nhau. Thì EH sẽ bằng với cạnh bên còn lại, đó chính là FG. Rồi vậy cô sẽ ghi là EH sẽ bằng với FG. Và cô giải thích nè, tại vì nó là hai cạnh bên của hình thang cân nên sẽ bằng với nhau. Rồi các em hiểu phần thực hành này chưa? Rồi mình sẽ ghi vào tập bài giải này luôn nha. Mình sẽ qua phần vận dụng số 6. Phần này các em sẽ tự thực hành. Rồi các bước thực hành như thế nào thì cô sẽ hướng dẫn các em quan sát lên màn hình. Rồi các em sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy hình chữ nhật. Sau đó gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật lại. Rồi cắt theo đường nét đứt như hình vẽ bên. Sau đó trải tờ giấy ra. Và các em cho biết coi hình mà vừa cắt được có dạng hình gì. Rồi thì các em nhìn lên màn hình ha cô. Ví dụ đây cô có một mảnh giấy hình chữ nhật. Sau đó cô gấp đôi lại. Gấp đôi tờ giấy lại. Rồi các em sẽ lấy thước và lấy bút vẽ cho cô một cái đường nét đứt giống như trên hình vẽ nè. Rồi các em sẽ lấy kéo cắt theo cái đường nét đứt này. Lúc đó cái tờ giấy của mình sẽ được làm hai phần đúng không? Mình sẽ bỏ cái phần phía trên đi, mình lấy lại cái phần phía dưới. Rồi sau đó các em trải cái miếng giấy mà mình vừa vừa cắt được đó ra thì mình sẽ được cái hình cuối cùng.
Rồi thì cái hình cuối cùng này sẽ có dạng là hình thang cân. Đó là cách cắt từ hình chữ nhật mà mình sẽ cắt ra được một hình thang cân. Rồi phần này các em sẽ tự chuẩn bị giấy và mình cắt thử giùm cô nha. Rồi thì trong thực tế sẽ có rất nhiều những hình ảnh có dạng của hình thang cân. Thì ở đây cô có sưu tầm được một số hình ảnh các em có thể xem trên màn hình. Rồi ở đây cô có một số hình ảnh trong thực tế nè, có dạng hình thang cân. Ví dụ đây là một cái ngôi nhà mà cái mái nhà có dạng hình thang cân. Rồi hoặc là trong thiết kế đồ trang trí nội thất được không? Đây là cái bàn. Bàn này có dạng của hình thang cân. Hoặc là chiếc thang được không? Đây các em xem cho cô chiếc thang. Thì giữa những cái bậc thang này cũng có dạng của hình thang cân. Rồi hoặc đây là hình ảnh của tháp Eiffel, đúng không? Rồi thì cô thấy cái phần hình cô màu đỏ đây nè, đó cô thấy nó cũng có dạng hình thang cân. Rồi các em có thể tìm thêm một số hình ảnh trong thực tế mà nó có dạng hình thang cân nha. Tiếp theo cô có phần bài tập thứ nhất. Các em quan sát lên màn hình để đọc đề. Cho hình thang cân A, B, C, D như hình vẽ. Có cạnh đáy là A, B và C, D. Rồi biết B, D bằng 6 cm, B, C bằng 4 cm. Các em hãy tính cạnh A, C và tính cạnh A, D. Rồi, vậy đầu tiên mình sẽ đi tính cạnh AC trước. Rồi, thì các em nhìn lên hình, các em coi coi cạnh AC này chính là đường chéo của hình thang cân, đúng không? Rồi, thì cạnh AC sẽ bằng với cạnh gì? Rồi, thì mình thấy AC sẽ bằng với BD. Tại vì mình đã học rồi, trong hình thang cân thì hai đường chéo sẽ bằng nhau, đúng không? Rồi, thì mình sẽ ghi là AC sẽ bằng với BD. Và ở đây đề bài đã cho mình BD rồi, BD là 6 cm. Thì mình cũng sẽ ghi là AC bằng BD bằng 6 cm. Rồi tiếp theo mình đi tính cạnh AD. Rồi vậy các em quan sát lên AD của mình. Vậy AD này có phải là cạnh bên không? Rồi. Vậy AD này sẽ bằng với cạnh gì? Rồi sẽ bằng với cạnh BC. Tại vì hai cạnh bên của hình thang cân thì sẽ bằng nhau. Mà cạnh BC đề bài đã cho mình là BC bằng 4 cm. Vậy lúc này mình sẽ ghi là gì? AD sẽ bằng với BC và bằng 4 cm. Rồi các em sẽ ghi bài tập này vào trong vở luôn. Cuối cùng là phần hướng dẫn về nhà. Vậy sau bài học hôm nay các em cần nắm cho cô những cái yếu tố cơ bản của hình thang cân. Ví dụ như về cạnh, về góc, về đường chéo. Sau đó các em làm cho cô các bài tập về nhà trên hệ thống LMS. Vậy các em sẽ tự giác lên trên hệ thống và mình vào phần bài tập về nhà. Mình sẽ xem đề của giáo viên mình cho như thế nào, sau đó các em làm ra giấy rồi mình sẽ tải cái bài làm lên trên lại hệ thống. Rồi tiết học của mình đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có một buổi học thật là hiệu quả. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những tiết học vào các ngày hôm sau.